À, xin chào quý vị và các bạn nha. Hôm nay thì mình có đi qua thăm cái anh bạn lớn tuổi dưới nhà cũ á. Thì các anh các chị cũng đang chuẩn bị Tết năm nay định về Việt Nam, mình đang rủ về chơi chung với mình. Các anh các chị hào hứng lắm, các bạn muốn về lắm, rất là muốn về bởi vì nhiều năm không được về thôi. Và người già phải nói điều là qua bên Mỹ này định cư á, phần lớn là do thương con cái thôi, chứ lúc nào họ cũng muốn về Việt Nam không à. Coi như là sống bên này mà lúc nào tâm trạng cũng nhớ nhung bên kia, nào là mồ mả, nào là những đứa con còn bên đó, nào là coi như là bạn bè, thân nhân, gia đình, dòng họ. Nhưng mà cái lớn nhất của họ là những cái tình làng nghĩa xóm, hoài hoài niệm của ngày xưa. Qua bên đây á, thì nói thẳng ra thì cái cuộc sống vật chất á, thì nó được đầy đủ hơn ở Việt Nam. Nhưng mà người già thì các bạn biết rồi đó, họ đâu có phải sống vì vật chất đâu, họ sống vì tinh thần là chính thôi. Và qua đây thì thẳng ra thì cũng vì thương con thương cháu nên giữ con giữ cháu rồi hy sinh lo lắng cho con cháu bên đây, giúp đỡ cho tụi nó. Chỉ cần là những người bên đây hiểu tâm lý người già một chút, đừng có kiểu mà giống như sao ta, cứ cứ xem như họ là người vô dụng hoặc là xem như họ là người lạc hậu thì họ rất là tủi thân. Bản thân như mình đây, mình đang muốn bảo lãnh cho cha mẹ mình qua đây, nhưng mình cũng đang rất là lo lo không biết ông bà có chịu nổi cái cảnh buồn bên đây hay không. Sẽ cố gắng những đòn tâm lý, tại rất sợ là khi mà buồn thì các cụ sẽ rất là tủi thân, cho nên mình cũng dọn sẵn sàng hết mọi chuyện rồi, là sẽ tập cho các cụ bên đó là xài trước, biết sử dụng trước các thiết bị như là điện thoại, smartphone, để có thể like, để có thể mà gọi là trực tiếp sử dụng như là Messenger hay là các cái FaceTime hay là gọi điện thoại internet để mà có thể nói chuyện với mình bất cứ lúc nào họ muốn, đặng cho sau này khi họ qua bên đây họ có cái gì đó mà không có tâm sự được với ai, có thể gọi về Việt Nam để cho tâm sự với người nhà bên đó. Do vậy thì mình chuẩn bị hẳn hết rồi, nhưng mà không biết qua đây sẽ như thế nào, đó vẫn còn là ẩn số. Tâm lý thì 10 người già qua Mỹ định cư hết 4 đến 5 người đậu về rồi. Lý do là qua đây thì các cụ thường không lái xe được, thứ hai là không biết tiếng tâm, và thứ ba là do thức ăn rồi thời tiết, và thứ tư là do cái cách sống của con cháu nó không phù hợp. Cho nên khi các cụ có một cái gì đó các cụ cảm giác là nó xa lạ quá, mà một trong những cái mà nó khiến cho các cụ là cảm thấy buồn chán muốn về là lý do là bị chói chân ở trong nhà không được đi đâu. Cái giải pháp tốt nhất của cái chuyện này thì mình cũng nói hoài là nên tranh thủ cho các cụ được đi chơi hàng tuần ít nhất một hai lần, một hai ngày, thứ bảy nhật cái ngày nghỉ mình đó, mình thể đưa các cụ đây đó. Nhưng mà quan trọng là đi á, nhiều người cứ nghĩ rằng cho các cụ đâu chơi cũng được, không phải đâu, cho đi chơi không đúng nơi đúng chỗ thì cũng bằng không. Ví dụ như mình cho cụ đi chỗ Mỹ thì cũng bằng không mà. Nên cho cụ đi đến những cái chỗ nhiều người Việt Nam đông đúc để các cụ có nơi để mà nói chuyện trao đổi rồi này nọ, rồi cho nó khuây khỏa. Mà cái nơi đó không đâu ngoài khác hơn đó là chùa, các cái tu viện, các chùa hoặc là các nhà thờ. Nếu mà ai có đạo Công giáo thì nên đi nhà thờ, ai đạo Phật thì nên đi chùa đó. Những điều như vậy thì các cụ sẽ đỡ buồn hơn, nơi đó sẽ có những người coi như là cùng tuổi nè,
là những người cùng tư duy, cùng suy nghĩ, rồi họ có cái chủ đề là họ nói. Còn các cậu ăn mà cứ đưa các cụ đi ăn đi uống ở những cái nhà hàng Mỹ, buffet Mỹ, các cụ ăn được bao nhiêu đấy. Ở cái sự chia sẻ thật tình của mình đó, nếu mà khuyên người già mà đi Mỹ á, thì mình không biết khuyên gì giờ. Mình chỉ nói một điều thôi là thôi các cụ qua đây, thứ nhất là để du lịch cho biết nước Mỹ, thứ hai là qua đây để coi con cháu sinh sống làm sao để thông cảm từ nó, chỉ vậy thôi. Còn chuyện mà ở lại luôn hay là không ở thì mình cũng không dám nói được gì, không dám thuyết phục. Mình chỉ nói là qua coi có phù hợp thì sống, không phù hợp thì đi về, không cách nào khác hết. Mình cũng không nên giữ các cụ nhiều, để các cụ sống mà các cụ không vui thì vậy mình mang tội. Đó là cái điều thật sự. Có nhiều cụ qua đây thì rất thích, bởi vì nhiều khi ở Việt Nam các cụ coi như là không có làm gì được ra tiền, nhiều cụ ông cụ bà mà sức khỏe còn tốt, qua đây là coi như đi làm kiếm được chút đỉnh tiền mà cũng dễ nữa. Ở cái tuổi như cụ 60 mấy 70 Việt Nam đi làm đâu có ai mướn ai thuê, nhưng qua đây 60 70 tuổi vẫn đi làm bình thường, kiếm tiền ngon lành, mỗi tháng kiếm ngàn mấy bỏ túi vẫn ngon lành. Cho nhiều khi các cụ có nhiều cụ qua đây rất là thích, bởi vì sao, là có cơ hội các cụ có thể kiếm được tiền để dưỡng già, hay là các cụ có thể kiếm được tiền để các cụ giúp đỡ cho con cháu bà con dòng họ Việt Nam, cho nên các cụ rất thích đi. Mà khi các cụ nào mà chịu đi mà chịu làm thì thôi thì khỏe cho con cháu lắm, là các cụ sẽ không có phải coi như lúc nào cũng than ngắn thở dài càm ràm. Tôi thấy nhiều cụ sống bên đây rất là thoải mái, rất là vui tươi, do các cụ có thể hội nhập được. Có nhiều cụ coi như 60 mấy 70 rồi mà sống coi như là rất là coi như là thích nước Mỹ, thích lắm. Kêu về là coi như là về được chừng nửa tháng, 1 tháng, là cao lắm là chừng tháng là các cụ bay qua liền để chia đi làm tiếp. Mình may mắn là mình chơi với nhiều cụ coi như là 70 có, 70 mấy có, ai cũng có sức khỏe và ai cũng làm như thanh niên vậy đó. Qua đây qua Mỹ là nhảy vô làm hãng liền, tới bây giờ vẫn còn làm hãng. Và có cụ bây giờ là coi như là gần retire rồi, gần nghỉ hưu rồi, gán khoảng cỡ vài năm nữa nghỉ hưu xong là các cụ nói là các cụ sẽ hồi hương về bển, coi như là sống an nhàn những ngày tháng còn lại. Có nhiều cụ qua bên đây được khoảng cỡ chừng 5 năm thôi mà đã dư dả mua được nhà cửa cho con cái ở Việt Nam và mua đất đai để mà dưỡng già luôn. Chứ các cụ nói hồi xưa bên đó có mơ cũng không được như vậy. Nhiều khi nói mình thấy hơi vô lý nhưng mà thiệt, có các cụ phải là có nhiều cụ biết tính toán hay lắm. Thì qua đây thì ở thì ở nhà con cái con gái ở nhà con, mà thường là các cụ chung nhà con gái được chứ ở con trai khó, ở chung nhà con gái thì phụ giúp đỡ cho con đó trong việc trông con trông cái. Thì thường đi thì hai cụ, thì một cụ ở nhà giúp đỡ con cái, cụ đi làm vậy đó. Mà rủng rỉnh coi như 1 năm các cụ dư cũng khoảng cỡ mười mấy ngàn đô các bạn, thì trong vòng 5 năm là dư cũng khoảng cỡ 60 ngàn rồi. Mà 60 ngàn đó thì 4 5 năm dư 60 ngàn như chơi à, là 60 70 ngàn đó đem về Việt Nam. Vừa rồi có cụ đem về tới gần 60 ngàn, coi như là mua được cái căn nhà nhỏ nhỏ ở dưới quê, miếng đất nhỏ nhỏ để dưỡng già. Và bây giờ các cụ qua đây trở lại, các cụ cài khoảng cỡ chừng 3 năm nữa để mà có tiền thì về dưỡng già luôn. Đó, thì mình thấy tính toán quá hay, đó là cái mình phải học hỏi các bạn. Còn các cụ qua đây mà không chịu đi làm á, cứ ngồi ở nhà không, thì mình thấy là các cụ đó càng ngày càng héo hon và càng càng coi như là sao ta, mình dùng cái từ là càng héo hon và càng khó tính, bực bội và cứ đòi về không à, mà con cái lại không muốn cho về. Mà mỗi lần về thì các cụ lại không muốn qua, bởi vì qua mất công lại phải cái cảnh là giống như ở tù, mỗi lần qua các cụ sợ lắm. Nhưng mà vì thương con phải qua, nhiều cảnh như vậy mình thấy tội nghiệp. Riêng bản thân mình thì đợt này các cụ nhà mình thì chắc mời qua cho các cụ chơi là sướng thôi, chưa cho
thấy nước Mỹ sướng được rồi, sướng mắt thôi rồi cho cụ đi về. Chứ tôi biết các cụ cũng không có chịu ở đâu. Bây giờ mình chia sẻ cái này để mong là các bạn nào mà có cha mẹ hoặc là ông bà mà coi như là các bạn muốn cho ông bà và cha mẹ qua định cư Mỹ á, các bạn phải cân nhắc cho kỹ nha, phải nói chuyện các cụ kỹ, chứ không sau này các bạn sẽ trở thành tội nhân thiên cổ đó. Thôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn sau nha.